HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo giới truyền thông đưa tin, huấn luyện viên Alexander Polking chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Bản thân vị chiến lược gia người Đức xác nhận sắp đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Được biết, đôi bên sẽ ký một bản hợp đồng có thời hạn 4 tháng với mục tiêu tại AFF Cup 2020 sắp tới. Huấn luyện viên Polking sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới. Hiện tại, chiến lược gia này đã trở về Đức nghỉ ngơi khi V-League phải tạm dừng trước khi chính thức bị hủy. Ông Polking có 9 năm làm việc tại Thái Lan, dẫn dắt một số câu lạc bộ hàng đầu tại Thái League và cũng có kinh nghiệm làm trợ lý tại đội tuyển quốc gia nước này. Kênh truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.